giống dị hợm như trong các tiểu thuyết Lovecraftian, với nước da bầy nhầy dính ráp màu tím cùng 4 cái xúc tu ở miệng. Không những vậy, chúng còn thông minh, khôn ngoan và biết sử dụng phép thuật tâm trí chết người. Mind Flayer, kẻ hủy hoại tâm trí, là một quái vật đáng sợ trong D&D kể cả ở level cao. Đúng như cái tên, Mind Flayer ăn não để sinh tồn và cướp đi kiến thức từ những nạn nhân. Chúng chơi đùa, gây nên những cảm xúc vui, ghét, điên loạn ở nạn nhân bị bắt cóc để tạo ra những hương vị đặc biệt hơn khi ngấu nghiến tận hưởng bộ não của họ. Khi không cần ăn, thì bọn Mind Flayer biến đổi não nạn nhân thành những chiếc não biết đi, bọn Intellect Devourer, mất hết tri thức trước đây và trở thành những con chó trung thành của chúng. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ dùng mình sởn tóc gáy nhất. Bọn Mind Flayer sinh sản vô tính bằng cách thả các con nòng nọc vào mũi, vào tai, vào mắt của nạn nhân. Những con nòng nọc này chui vào, dần thay thế bộ não, da của nạn nhân dần trở thành tím, miệng mọc xúc tu và thế là một con Mind Flayer mới ra đời. Chớ trêu thay, cái giống loài muốn bắt tất cả làm nô lệ này thực ra lại là những con rối bị điều khiển bởi một bộ não trung tâm, The Elder Brain. Chúng có chung một tâm trí, chung một mục đích là xây dựng lại một đế chế bị kiểm soát bởi Mind Flayer đã mất. Theo dõi thiện để có thêm các nội dung D&D.